Sự thật là ở nhà không la cà mùa dịch khiến cho dân tình chịu khó bày trò nhiều hơn, vừa giết thời gian vừa để giải khoay. Có người lao vào đường đua cơm nhà là bếp, và sắp thành master chép đến nơi, có người chăm chỉ tập tành không sót ngày nào để chờ ngày hết cô Vi sẽ sâu dáng. Riêng Mina Phạm, vợ yêu của đại gia Minh Nhựa lại chơi hệ độc chắc. Thường ngày chỉ thấy con dâu ông trùng nhựa long thành diện đồ lộn lẫy sang trảnh để chụp 7 chín bộ hình sống ảo nên với hình ảnh mới mẻ này, nét không khỏi bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa. Clip, vợ đại gia minh nhựa cao hứng rạp khi ở nhà mùa dịch. Trong đoạn clip, Mina Phạm trình bày bài thiên đàng của hai người bạn khá thân thiết với đại gia minh nhựa là Wow và Jolie Polly. Để thêm phần long trọng, Mina còn xài hiệu ứng tạo vần hào quang và cánh thiên thần. Mina Phạm Chẳng mấy khi được nghe giọng dâu hào môn nên phía dưới đoạn clip Nét không để ý quá nhiều về chuyên môn giác, thay vào đó là điệu bộ cũng như giọng nói của Mina Phạm. Nhiều người nhận xét rằng Mina có phần hơi dẹo, nếu cô đọc giáp bình thường có lẽ sẽ hay hơn. Trả lời những bình luận này, vợ đại ra không hề khó chịu mà lại tiếp nhận khá tích cực. Mina Phạm cho biết mình đã thử đọc giáp theo cách bình thường nhưng vì mặt đơ như cây cơ nên lại thôi. Mina Phạm gặp phải phản ứng của Nét Không dừng lại ở đó vợ hai Minh Nhựa còn thoải mái chia sẻ về chuyện chồng và con chồng, Roy Sơ Phạm. Cụ thể khi có người hỏi, Minh Anh, tên thật của Roy Sơ Phạm, kêu chị bằng gì hay mẹ à, thì Mina đáp, mẹ chỉ có một mà thôi em. Kêu bằng gì nhé? Mina Phạm nói về cách xưng hô của con chồng với mình. Ảnh tổng hợp